Xin chào tất cả quý vị đến với chương trình đi lễ đầu năm du xuân Yên Tử cùng với văn phòng Sun Life Đại Lộc Bắc Giang. Xin mời. Xuân mới, Long xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngày hôm nay công ty bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam cũng như là văn phòng Sun Life Đại Lộc tại tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình du xuân đầu năm tại Tây Yên Tử. Đây là một cái địa danh rất là nổi tiếng mà ai ai trong chúng ta cũng mong muốn có một lần được đặt chân tới. Quý vị thân mến, những âm thanh của tiếng chuông chùa và núi rừng Tây Yên Tử sẽ báo hiệu một năm mới tài lộc hưng thịnh và phát triển tại Sun Life Việt Nam. Và với hệ sinh thái của văn phòng Sun Life Đại Lộc Bắc Giang, chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin để giúp cho quý vị phát triển gắn bó lâu dài tại Sun Life Việt Nam. Và đặc biệt với hệ sinh thái chất lượng của văn phòng Bắc Giang thì chúng tôi có những quy trình đào tạo huấn luyện một cách bài bản chuyên nghiệp để giúp cho quý vị có thể tự tin gắn bó phát triển lâu dài tại Sun Life Việt Nam. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban lãnh đạo của Sun Life Việt Nam cũng như Sun Life vùng Đại Lộc xin được chào đón toàn thể quý vị để đến hợp tác với chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.